Ở rẫy rồi tập tạ quá sao bự vậy? Cười cười. Bây giờ mình sẽ ra nhà ba mình nha các bạn. Đó. Ủa, ở trước hình như có bầy cừu cái gì á. Để mình sẽ quay mấy con cừu á. Kêu con cừu chứ không phải con cừu. Đây nè, con cừu với con dê nó giống nhau nhưng mà con cừu nó lông nó màu trắng các bạn. Chỉ có ở Ninh Thuận là có con cừu thôi, còn ở những tỉnh khác là không có đâu. Phải không? Ở những tỉnh khác nó sẽ có dê, còn ở Ninh Thuận là rất có cừu các bạn thấy không? Nhìn nó rất là dễ thương luôn. Giờ mình sẽ đi trên đường ra ba mình các bạn. Ba mình đổ về rẫy. Ở đây trước kia nó có một cái cầu các bạn, nhưng mà trận lũ 2019 á nó đã gãy cái cầu trắng rồi các bạn. Bây giờ chuẩn bị mình xây một cái cầu mới nữa các bạn. Đó, bây giờ là mình sẽ chạy thẳng vào ba mình. Các bạn thấy không, cảnh ở quê này nó rất là lý tưởng đúng không? Ở ngoài kia nó có những cánh đồng lúa nhưng mà nó chưa có chín các bạn, nó vẫn còn xanh. Đây là gần vô nhà các bạn ơi. Còn ở đây là cái cầu để hàng năm mà người ta xả lũ các bạn, nó sẽ xả xuống cái dòng mương này. Đó, đây gần tới rồi, mấy bạn thấy cục điện màu trắng trắng không? Đó là gần tới nhà mình rồi bạn. Đây biểu tay rẽ tay phải vô là coi là tới rồi. Ok, tới rồi các bạn, không biết ba mình có nhà hay không ta? Chắc là có, mình nghĩ có nhà mấy bạn. Đây vô tấm cửa, không biết nhà có chó hay không đây. Chắc ba đi ruộng rồi sao thấy im re ta? Trời ơi, anh ơi, em có làm chi đâu. Chó nó sổ các bạn, nó không nhớ mình các bạn ơi. Ok, đã về nhà mình rồi các bạn. Đây là rẫy nhà mình nè, không cảnh rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Thảo, đứng lên anh nhờ cái. Em gái mình nè các bạn. Đó, thấy đẹp gái không? Sao không cười rồi lên chứ, lên tôi quay mà không cười chút nào. Ok, không biết ba mình có nhà hay không, mình sẽ đem quà cho ba mình các bạn. Chó quá dễ thương luôn. Hình như ba mình đang nằm ngủ các bạn ơi. Bệnh hay sao nằm ngủ vậy ta? Trang về quả hả? Trà đó, cái hộp bỏ trà tặng con mua 70.000. Trà trong kia trà ô long gói kia trà ô long Ok, thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha. Nhà mình nói chung vườn quẩy rẫy nó cũng không có gì, đây nhà mình nè các bạn. Đó, thấy không? Sau là cái tu quy dữ dằn lắm, phải giỡn lắm nha. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vòng vòng nhà mình tham quan nha. Ok, đi Thảo. Đây nhà mình có cái ao cá nè các bạn, đang nuôi cá trê. Đây là ba mình nha, đang rẫy cho cá ăn các bạn. Cá này mấy tháng rồi bạn? Tháng rưỡi rồi. Đó, thấy cá trê, mấy bạn thấy cá trê không? Có cá trê màu trắng nữa ta. Có cá trê màu trắng hình như bạch kim hay sao á. Nuôi khoảng mấy tháng mà là bán được bạn? Cá này nuôi khoảng 5 tháng, 3 tháng rưỡi rồi bán được nha. Cầm chén muối ớt ra Thảo. Để mình kêu em gái, đây em gái mình nè. Cho nó cầm chén muối ớt ra ăn cốc mấy bạn ơi. Đây là mít không? Hai trái mít bự quá.
Ok thì mình sẽ dẫn mấy bạn đi tham quan vườn su đủ nhà mình nha các bạn. Đó thấy không? À, trước mà là em gái của mình nên năm nay học lớp mấy ạ? Lớp 8. Quay qua đây cho mấy bạn được xem coi. Đó, năm nay em mới học lớp 8. Em gọi là cùng cha khác mẹ với mình nha các bạn. Còn bé học đại học là em cùng mẹ luôn. Đây là su đủ mấy bạn. Trái quá nhiều trái luôn thấy không? Nhiều lắm mấy bạn ơi, su đủ khoảng nhiêu ký ta? Đây nè, cây này quá nhiều luôn thấy không? Đó, mình sẽ dẫn mấy bạn đi tham quan sơ sơ vườn nhà mình nha. Đây là cây nho nè mấy bạn. Mấy bạn biết cây nho không? Cây nho mà để trái màu đỏ đỏ đó, cái lá nó nè bạn, nhưng mà có một cái là nó chưa có trái đâu bạn ơi. Nó bò lên vàng à. Chắc khoảng 1 2 tháng nữa nó mới có bông. Khi mà mình trồng mà từ ở dưới đất mà mình lên vàng là tầm khoảng cỡ 3 tháng á. Sau 3 tháng đó nó sẽ có bông mấy bạn. Sau 3 tháng nó cành nó dài, mình sẽ cắt cành. Cắt cành xong 1 2 tháng sau nó sẽ ra bông. Từ cái lúc mình cắt cành cho lúc mà nó có trái bán nó tầm 4 tháng các bạn. Đây là cây nho nha. Mà chưa có trái đâu, trước kia là cây cóc. Mình sẽ tới hai cóc cho mấy bạn ăn nha. Lâu quá mà chưa ăn cóc các bạn. Cây cóc thì nó quá trái luôn các bạn ơi. Em ra trước em. Đây nè, cây cóc này nhìn nó quá trái luôn phải không? Mấy bạn thấy trái nhiều không? Đó. Bây giờ mình sẽ ăn cóc trên cây luôn nha mấy bạn. Ok, đây là cây cóc mấy bạn. Ăn cóc trên cây nó mới chắc. Mấy bạn, đây là muối ớt mấy bạn. Đó, lâu quá về nhà không có gì ăn hết các bạn ơi. Có cây mít mà nó chưa có chín không? Bây giờ mình ăn cóc đỡ thôi. Đâu vậy? Tụi bay ăn cóc đi anh nè. Qua đây. Wow, mời các bạn này. Đó, muối ớt, cóc. Trời ơi trời nè. Mời các bạn nha, nè. Trời ơi trời. Ngon. Tụi bay ăn cóc với anh nè. Nhanh lên. Tao đây, trời ơi trời. Em gái nó ngại mấy bạn luôn. Hướng là chưa nổi nữa. Đã quá hả? Quá nhiều cóc không à. Tiếp tục trái nữa bạn. Mời bạn này. Ôi trời, hướng là kiểu nổ. Nó chua à, nhức nách luôn. Để mình tìm cái vàng nho nào mình vô mình hái nho ăn cho anh em xem nha. Ở đây cũng nói chung là nho cũng ít lắm. Ê, nho nhiều lắm nhưng mà không biết có vàng nào có trái hay không ta. Hôm đi mắc mưa quá trời mắc mưa luôn các bạn. 200 km, bộ đồ chưa thay nữa nè hả. Trời ơi trời. Ngon gì đâu mà. Sáng giờ chưa ăn sáng đâu mà ăn cóc như coi như xong à. Quá trời trái hả? Ăn là cứ bớt ăn, thoải mái luôn à. Quá chua. Đây muối ớt này bạn. Nè. Còi quá còi. Nó ngon. Vừa chặt miếng vô ra xiết ăn hả? Trời á. Mình vô mình chặt mía, mình xiết mía ăn nha các bạn, lâu quá chưa xiết mía các bạn ơi. Trời ơi trời, nó ngon. À, ngon quá rồi. Là cái chuồng chim bồ câu ấy bạn. Các bạn biết chim bồ câu không? Đó, con bồ câu á. Con này nó rất là chung thủy nha. Một trong hai giờ là chết á, là nó sẽ chết theo nha các bạn. Bởi vì mấy bạn thấy đám cưới người ta hay để con bồ câu á, là con chim bồ câu này nè các bạn. Đó là con đó, kêu là bồ câu hay là chim cu gì cũng được, thích kêu gì đó kêu. Mình sẽ chặt lóng mía mình ăn thử các bạn. Chỉnh cam cho anh. Lóng nào ăn được. Đây kiếm lóng bự ăn đỡ nè. Bởi có lóng già ở trong nè. Có lóng này nó hơi già nè. Đem cam vô đây anh nè. Bóp cam, đem cam. Đây mình sẽ chặt cái cây này các bạn ơi.
Rồi lấy cái này xiết coi. Đó, cái này nhìn nó đường nó nhiều, người ta mà biết nó cứng hay không. Cứng không Thảo? Cứng đúng không? Ra mình xiết thử coi mấy bạn. Cây này cây lá giang nè bạn. Cây này để người ta nấu canh chua đồ á. Bé biết cây nấu canh chua không? Là cây này nè, nhìn nó rất là rậm luôn. Cây này trồng 3-4 năm mà rậm lắm. Thấy không? Quá trời lá luôn. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ chặt lóng mía ra mình ăn thử các bạn. Lâu quá không ăn mía, các bạn thấy cây mía nó kỳ không? Cong quá cong luôn. Lâu quá không ăn mía mà nghe em gái mình nó nói mía này cứng lắm, không biết là ăn được hay không người ta. Mía này để xay nước không? Mía này là để xay nước uống các bạn ơi. Cứng thiệt, cái vỏ nó dày rất là dày luôn. Cứng quá bạn ơi. Để mình coi những cái hàm răng sắt của mình có chinh phục được cái mía này không. Có hai cái cứng á. Cứng quá. Cứng quá ăn nở bạn ơi. Cái mía quá cứng. Ăn không được à. Rồi thấy không? Quá cứng à. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin anh bó tay à. Cứng quá rồi. Ok, bây giờ em mình sẽ ăn trái cóc rồi. Quay qua đây. Thấy không? Ngon không? Ngon không? Chua quá không? Mới học lớp 8 các bạn ơi. Nhưng mà nhìn nó rất là lớn luôn. Ở rẫy rồi tập tạ quá sao mà bự vậy. Cừ. Quay qua đây ăn cóc mà nhìn đâu vậy? Không. Ở rẫy tập tạ quá mấy bạn. Nó màu lớn. Nó chơi dần nồng màu lớn lắm mấy bạn ơi. Nhìn nó lớp 8 lớp 9 gì mà mấy bạn thấy nó bự không? Không, dân thành phố nó ở thành phố đồ ít hoạt động nên teo rồi, dân nồng nó màu lớn lắm. Tình hình là đục mía nhai không nở. Cái bàn răng sắt của mình là chinh phục nó không nở mấy bạn. Quan ở đây. Đây cũng có cái mít nè mấy bạn, nhưng mà mít này mít gì mà giống nhỏ vậy Thảo? Mít lá bàn hả? Lá nó hơi nhỏ các bạn. Em gái mình nó tên Thảo các bạn. Thảo lúa 8 phải không? Đây là cái dừa nhà mình nè các bạn. Đó, dừa này là kêu là dừa xim dứa. Trái nó rất là nhỏ luôn. Để mình ấy cho các bạn xem nha. Có quầy là được 1, 2, 3, 4, 5 trái các bạn. Quầy 5 trái, còn bên cây bên kia nữa kìa. Cây bên kia có một quầy nhưng mà có một trái thôi. Hai trái này thôi. Trái này uống có cách. Hai trái này uống các bạn, trái này nó lớn à, nhưng mà nó có một quầy à. Hai ơi, dạ mới về hôm qua. Đây được trái bạn ơi. Đây vô uống đó. Ok, quầy dừa này nói chung là uống được các bạn. Mình sẽ chặt nguyên quầy xuống luôn để dành uống luôn các bạn ơi. Đây. Ui dồi ôi. Đây vô. Vô. Ok, bây giờ mình sẽ với em gái mình chẻ dừa ra mình uống thử coi. Cái trái này nó rất là bự nha. Nhưng mà chưa chắc nó ngon bằng cái này đâu. Cái này nó già hơn cái này. Không, em uống cái trái nào? Trái này. Trái này hả? Khôn quá bạn ơi, nhỏ mà là uống trái bự không các bạn. Trái này không biết là nó già hay chưa ta. Ôi giời ơi, xịt nước rồi. Trái này còn non, chưa có bợn. Nè các bạn ơi, trái này nó còn non mà chưa có bợn các bạn. Thấy không? Dừa này là dừa xim dứa nha. Mời bạn uống với mình cho vui nha. Đó. Nè. Mời các bạn ha. Mời các bạn. Đó ha. Cậy cái miệng lên chứ. Ngại mấy bạn ơi. Gái nó ngại. Mình sẽ chặt cái trái này. Trái này nó già. Nó thơm ta. Ăn cái bợn này thơm quá ta. Cái này nó già các bạn ơi. Chặt mình uống thử coi.
Ui giời ơi, nước không à. Đây nè, đó, trái này vẫn chưa có bờ mấy bạn, nó còn non lắm, mà không biết uống nó ngọt hay không, thấy không? Mời mấy bạn nha, đó, mời mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy dì, mấy thiểm uống với em một nước, miếng nước cho nó tình cảm. Đây là nó bờ nó hơi mỏng mỏng để mình uống thử, mình review được coi. Qua đây ngon nè, thấy không? Đẹp gái mà cứ tránh máy quay không mấy bạn ơi. Uống thử miếng coi. Trời ơi trời, tao nói nó ngon, nó đã, nó phê gì đâu mấy bạn. Ngon không? Bay mùa dứa. Dừa này dừa xiêm dứa. Nó bay mùa dứa. Ở miền Tây bán dừa này hình như là rất là mắc mấy bạn. Ở miền Tây bán cho khách nước ngoài dừa này hơi bị chát. Hình như là mà nghe nói là bán bao nhiêu á, mấy bạn dân miền Tây nhớ comment cho mình biết nha. Dừa này dừa xiêm dứa này không, mình không biết là ở miền Tây bán nhiêu nữa mấy bạn. Tao nói nó ngon, nó phê, nó đà gì đâu á mấy bạn ơi. À, lâu đó mà được uống dừa các bạn. Dừa cái này nó non lắm mấy bạn ơi, mình sẽ ăn cái này thử coi. Không. Em lấy chén ớt cho anh nè. Khi mà cái dừa nó mà chưa, nó chưa có bợ mấy bạn. Trái dừa mà nó chưa có bợ mình ăn cái này được nha. Cái này nó lúc mà nó chưa có bợ nó ăn nó rất là giòn luôn. Nè, mời bạn ăn thử miếng nha. Đó. Chấm với ớt ăn. Nói chung mà nó rất là giòn. Không, nó giòn giòn mà chắc chắc. Ừ, không. Nó giòn giòn nó chắc chắc. Ăn nó rất là giòn luôn. Nè, ăn thử đây nè. Ăn thử đi. Review quýnh giá rồi chứ. Ngon. Ngon không mấy bạn? Ngon lắm. Ok, đây là cái mình cạo trong cái bợn dừa khi mà nó chưa có bợn mấy bạn, nó sẽ có miếng này nó non. Cái màu đen đen là bạn thấy là do nó chảy mủ ra á, không? Chấm miếng ớt ăn thử nè các bạn. Đó, mời bạn nha. Đó, không? Nó màu đen đen là do nó chảy mủ ra mấy bạn. Ăn thử à. Nó ngọt luôn. Ừ. Nó ngọt lắm. Vậy ăn miếng nữa. Ok, bây giờ em gái mình nó ăn, nó review, nó quýnh giá rồi cho mấy bạn thấy không? Sao? Cắn nè, không? Nhìn lên đây, nhìn lên máy quay nè. Ngon không? Ngon. Ngon lắm không? Ngon, nó quá ngon rồi. Quá ngon. Quá ngon. Đây, miếng nó hơi bự nữa mấy bạn. Chấm với ớt ăn hả? Miếng nó hơi bự mấy bạn nha. Nó đen đen là không sao đâu, nó đen đen là do cái mủ nó chảy ra. Nó giòn lắm. Không, ăn nó giòn rất là ngon luôn. Hình như là ăn cái này là trị bệnh chảy máu cam á. Đúng rồi, hồi nhỏ nghe người ta nói là ăn cái này trị bệnh chảy máu cam mấy bạn. Không, trời ơi trời. Trời, nó phê, nó đà gì đâu mấy bạn ơi. Mình mới về ra lễ thất thì ba mình chỉ ở một mình thôi bạn. À, em gái mình ở với mẹ đó. Không, không cảnh này làm vlog anh em thấy ok không? Trời ơi, thứ nào chịu nở đúng không? Quá ok luôn. Mai mốt kiếm vàng nho nào vô ăn trái quay cho bạn xem nha. Bây giờ cũng khá trưa, mình sẽ đi chợ kiếm gì đó mua về ăn mấy bạn ơi. Quá đói à. Hôm ăn mấy cái bánh xèo giờ nó rất là đói luôn bạn. Cái giờ khá trưa mấy bạn, mình với em gái mình sẽ đi chợ kiếm gì đó về nấu ăn nha các bạn. Thì rất cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian quý báu của bạn đến xem clip của Cú Đấm Thép. Đừng quên like và subscribe kênh ủng hộ mình nha các bạn. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye em. Bye bye.